xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà mặt tiền ở đường Chiến Lược thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Thì hiện tại Sơn đang có mặt ngay mặt tiền đường Chiến Lược này các anh chị. Hướng này thì chúng ta ra đường Tân Hòa Đông nha, và về quận 5, quận 6, quận 11 rất là gần, cũng khá thuận tiện các anh chị. Hướng này thì chúng ta ngược lại này thì chúng ta sẽ về ngay đường ngay khu chợ mới cũng như là chợ cũ Bình Trị Đông ha. Đây chúng ta có đất hoa sen này, thì căn nhà chúng ta thì nằm đối diện với cái đất hoa sen này nha. Là ngay bên đây các anh chị, đây ha, nhà chúng ta đây ngay mặt tiền đây các anh chị. Trước nhà có khoảng sân rất rộng này, còn này chúng ta để xe ha, hoặc là bán hàng kinh doanh cũng rất là tốt nha. Đấy. Địa chỉ nhà chúng ta ha, là 128A đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân này các anh chị. Rồi chúng ta đi vào trong nhà coi ha. Đây ha, trong nhà đây. Thì nhà chúng ta được ngang trước này đến 4m6 nha. Chiều dài là một bên là 10m2, một bên là 9m5. Đó, có một trệt một các lực này. Ta đi vào các anh chị xem. Đây ha. Sau này chúng ta có phòng vệ sinh này, chỗ rửa này. Đây các anh chị, phòng vệ sinh ha. Đó, ok ha, vị trí quá tuyệt vời các anh chị. Đối diện chúng ta là bếp hoa sen luôn. Nên các anh chị có thể mua căn này về để cho thuê cũng, hoặc là kinh doanh buôn bán cũng khá là ok nha. Rồi còn đây là cái sổ hồng của căn nhà này các anh chị. Đây ha, địa chỉ nhà chúng ta này. Thửa đất số là 523 này, từ bản nguồn số 88 ha. Địa chỉ là 128A đường Chiến Lược, khu phố 9, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Diện tích đất của mình là 12,5m2 này, mà mình sử dụng riêng nha là 12,5 này. Đất ở tại đô thị sử dụng lâu dài. Về nhà ở, địa chỉ này là 128A đường Chiến Lược, khu phố 9, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân này. Xây dựng mình xây dựng đủ nha, 12,5m2 này. Diện tích sàn cũng là 112,5m2 này. Kết cấu từ gạch mái tôn cấp 4, số tầng là 1. Đó. Đất trong phạm vi quy hoạch không được công nhận là 18m2. Là cái phần này các gì này. Đây ha, đây là kích thước nhà này, thì cái phần không công nhận là phần trước này này. Bởi vì nó nằm trên lộ giới ha. Là đây nó ghi này. Diện tích đất trong phạm vi quy hoạch không được công nhận là 18m2 nha. Đó. Thì bên đây nhà chúng ta có hướng chính nam nha. Đó, lùi dưới đây ha. Rồi, cái thước nhà đấy, ok ha. Đó, vị trí kinh doanh là ok các anh chị. Phía trên này chúng ta có một gác lửng này ha. Đây chúng ta có thể sang cái lửng trên. Coi gác lửng này. Đây, trên này gác lửng thì các anh chị có thể xong rồi ngủ lại đây cũng được ha, để nghỉ trưa đó các chị, rồi mình kinh doanh buôn bán như thế này. Đó, vị trí quá đẹp đấy các chị ha, giá là 3 tỷ 350 triệu còn thương lượng nha. Đấy, giá căn này là 3 tỷ 350 triệu là còn là thương lượng ha. Đó, khoảng trước nhà có khoảng sân rất rộng này các chị, mình kinh doanh buôn bán là ok ha. Đối diện mình là bếp hoa sen này. Đó. Nha. Ok chưa? Đó, đây ha, đó sân nè. Đó, chúng ta đây ha. Rồi, ok các anh chị nha. Như vậy Sơn đã giới thiệu sơ qua cho các anh chị về căn nhà này ha, cũng như là giấy tờ pháp lý của căn nhà. Thì anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà mặt tiền để kinh doanh buôn bán thì hãy tham khảo căn nhà này nha. Sơn nhắc lại này, giá bán là 3 tỷ 350 triệu nha, còn thương lượng các anh chị. Rồi anh chị quan tâm thì gọi ngay cho Sơn nha, số điện thoại là 0915 987 168. Ok, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Các anh chị nhớ bấm nút đăng ký nha, nó nút đăng ký vào màu đỏ bên dưới đó, để tiếp tục xem được nhiều video hơn nha. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Bye bye.